Ngày 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường thủy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, tổ công tác khi đang tuần tra trên sông Đồng Nai tới khu vực phường Long Phước, thành phố Thủ Đức thì phát hiện một số đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên các ghe. Ngay khi thấy lực lượng chức năng, nhóm cát tặc đã bỏ ghe, nhảy xuống sông bơi về phía bờ tỉnh Đồng Nai. Tổ công tác cũng tiến hành truy đuổi và khống chế bắt giữ hai đối tượng hút cát là Nguyễn Văn Đấu sinh 1978, ngụ thành phố Thủ Đức và Phan Văn Bảo sinh 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ ghe hút cát, ống bơm hút cát cùng hơn 16 mét khối cát.